Rồi thì bây giờ mình sẽ thử cái chất lượng âm thanh của cái con Comica Boom XD này xem coi nó như thế nào ha, để cho các bạn tham khảo. Rồi thì cái âm thanh các bạn đang nghe là từ cái con Comica Boom XD này nha các bạn. Đây, rồi mình sẽ thử luôn cho các bạn. Đây mình để xa ra nha các bạn nha. Đây để đây nha. Rồi sound check 1 2 1 2 sound check 1 2. He he. Alo 1 2. Các bạn có thể thấy nó bắt rất là nhạy nha các bạn, cực kỳ là nhạy. Đó, bây giờ mình sẽ để gần lại nha. Alo, sound check, alo 1 2. Chúng ta có thể nghe được âm thanh nó rất là rõ các bạn, rất là sạch sẽ nha. Rồi mình thường thì chúng ta sẽ kẹp vào cái cổ áo như vậy. Đó, thì chúng ta nói ha, chúng ta khi chúng ta thu, chúng ta bay chúng ta sẽ kẹp như vậy ha. Thì tùy theo cái tính chất, cái yêu cầu chúng ta như thế nào thì chúng ta định vị cái micro cho nó hợp lý nha các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ thử cái lọc gió của nó các bạn. Thì này nó sẽ đi kèm chúng ta một cái lọc gió như vậy nha. Rồi chúng ta sẽ gắn cái lọc gió này vào nha. Rồi đó thì mình sẽ đã gắn cái lọc gió vào các bạn ha. Thì các bạn có thể nghe âm thanh nó có sự khác biệt gì không ha, thì các bạn có thể cảm nhận được nha. Rồi sound check 1 2. Rồi mình còn kẹp vô đây luôn không, thì mình thấy cái tiếng rất là nhạy không, tiếng rất là rõ ràng và trung thực và khá là sạch sẽ các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ test luôn cái micro cài áo đi kèm ha, micro cài áo rời nha các bạn. Thì cái micro này nó sẽ hỗ trợ chúng ta một cái micro cài áo rời các bạn. Đây thì đây là một cái chiếc micro cài áo rời, thì bây giờ mình sẽ gắn vào ha. Rồi thì đó, mình đã gắn cái micro cài áo rời rồi, các bạn có thể nghe âm thanh hơn, các bạn có thể so sánh và cảm nhận được sự khác biệt giữa cái micro cài áo rời này và cái micro ở trên cái bộ phát hơn, micro tích hợp trên bộ phát hơn, xem có sự khác biệt gì không ha. Đó thì các bạn có thể đánh giá được cái chất lượng âm thanh của cái con Comica Boom XD này, nó có phù hợp, nó có đạt được cái yêu cầu cho cái những cái đoạn thu âm cho cái video hay là cái YouTube, làm YouTube vlog của bạn hay không ha. Rồi thì đó là cái phần test âm thanh của cái con Comica Boom XD này nha các bạn.